Sáng nay tại Đà Nẵng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học thực trạng các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng, các vấn đề đặt ra. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lưu Nguyễn Minh Triết và Giáo sư Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, đồng chủ trì hội thảo hội thảo tập trung bàn về các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của đảng trong đó thảo luận nhấn mạnh vai trò của đảng viên trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của tổ chức đảng việc hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của đảng đối với nhà nước vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ trong kiểm soát quyền lực chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ tổ chức cán bộ hội thảo cũng ghi nhận nhiều ý kiến tham luận các chiều sâu gắn với thực tế tại các địa phương tổ chức cơ sở đảng về các giải pháp hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của đảng trong tình hình mới những ý kiến của các đồng chí lãnh đạo trung ương các chuyên gia nhà khoa học và lãnh đạo các địa phương tại hội thảo sẽ là những luận cứ mang tính lý luận và thực tiễn phục vụ tham mưu đề xuất với trung ương những phương hướng giải pháp hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của đảng trong giai đoạn mới